Annyeonghaseyo, xin chào buổi sáng tất cả mọi người. Hôm nay thì Nhân đang có mặt ở Đà Nẵng và ở trong một cái resort mà phong cách Nhật Bản có tên là Mikayuki. Thì hôm nay thì mình về Đà Nẵng và mình chọn lưu trú tại cái resort này vì là cái resort này nó mới mở và nó có một cái công viên nước cực kỳ lớn. Thì mình sẽ đến để trải nghiệm và sẽ có thể là trong cái công viên nước này nó có những tiện ích như thế nào. Và đầu tiên thì mình sẽ dắt mọi người vào trong cái phòng của mình, villa của mình đang ở đây phía sau đây. Đây, hôm nay Đà Nẵng thời tiết có 16 độ thôi, khá là mát mẻ nha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong xem thử là cái phòng như thế nào trước tiên nha. Đó, mọi người có thể thấy không, cái phòng của cái resort này thì khá là mang phong cách Nhật Bản. Nói chung là nó không có cầu kỳ, đơn giản nhưng mà tinh tế. Nó mang lại một cái cảm giác gọi là sang trọng nhưng mà cũng rất là ấm áp, đúng không? Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi khám phá tiếp và mình sẽ qua cho mọi người cùng xem nha. Cùng đi thôi. Thì Vy đang có việc bận ở cơ quan không thể đi được. Trải nghiệm trong chuyến đi lần này Nhân đi cùng với gia đình em gái, vợ chồng của Nhi và hai đứa cháu đi chơi, trải nghiệm cái công viên nước ở đây. Đây, bây giờ là đây là cái quầy vé này. Mọi người vào đây thì sẽ mua vé. Giá vé đây, đi vào cái công viên nước này. Giá người lớn là 270. Còn ngày cuối tuần thì lên mắc hơn một tí là 300. Còn nếu mà mọi người vào đây chỉ để tắm khoáng nóng thôi thì giá bên này. Bên này thì riêng water park bên này. Nếu mà mọi người vào chỉ chơi water park thì giá rẻ hơn tí xíu. Ở dưới này thì gọi là khu ẩm thực Matsuri. Đây là sảnh ở dưới tầng 1 của cái water park. Thì đây sẽ là một cái khu ăn uống, các nhà hàng, trang trí rất là đẹp. Một nguyên một dãy đèn lồng theo kiểu Nhật Bản. Cảm giác rất là ấm cúng. Bên phía này là thang máy. Phía ngoài kia thì là nguyên một cái bể, một cái bãi biển, một cái biển nhân tạo. Anh đợi cầu à, đợi cầu à. Cả nhà của Nhi đang vào đây coi. Đây có một cái shop bán đồ lưu niệm và các cái một số đồ để tắm. Đây là một cái con giống như là kiểu linh vật của cái Mikazuki Water Park này. Nó tên là Mikagon. Mà đây là một cái biển nhân tạo. Và biển nhân tạo thì người ta đang tạo sóng đây nè mọi người. Cái resort này thì khi mà đi gia đình ở đây thì sẽ rất là thích hợp. Nếu mà có trẻ nhỏ thì các em sẽ rất là thích. Hai ba con nhà bông đang đi lên trên trượt cái cầu trượt rồng nè. Mình đi theo đi. Cái này sẽ là một cái đường đi lên. Đường đi lên rồi mọi người đi lên đây thì sẽ thấy được toàn cảnh ở phía dưới kia. Rồi đi vào đây thấy trong lòng cái con rồng này là cái cầu thang và từ dưới này là của quán cà phê. Nắm chắc tay vô nha con, sợ trượt nhanh dữ. Bây giờ tối rồi mọi người, người ta bật đèn lên thì khá là đẹp nè. Theo thông tin từ trên mấy anh nhân viên thì mình nghe nói là mấy ngày trước thì trời ấm hơn thì mình ra đây rất đông mà cuối tuần nữa. Còn hôm nay thì là ngày trong tuần và trời khá lạnh nên là không có ai ở đây, chỉ có một số người Nhật thôi. Ở trên đây là không gian onsen, tắm ở ngoài trời, tắm chung. Thì mọi người có thể lên đây tắm hoặc là chỉ lên đây ngâm chân như thế này thôi cũng được rồi, nước rất là ấm. Bên này thì người ta có để cái bảng này, tức là nước đang ở nhiệt độ là 34 độ C. Thì là thời tiết hôm nay thì cũng khá lạnh nhưng mà thì cái nước ni ấm nhưng mà đây là thì cả mấy đứa nhỏ tắm luôn này, bông với lại bánh mì. Thì hai ngoài ngoài cái khu này ra thì còn có hai cái khu tắm tiên
ở hai bên nữa. Hai bên sẽ có hai khu tắm riêng, thì nam nữ chia ra. Ở trên kia thì sẽ có mấy cái bể sụp, mấy cái bể nước nóng, nóng hơn, nhiệt độ nóng hơn ở dưới này. Đây bên trong này là cái khu tắm tiên, thì có mấy cái bể nước nóng này, rồi có phòng tung hơi, hơi nặng thì nóng đến 58 độ, rồi có bể lạnh nữa nè, bể lạnh thì có 18 độ thôi, đây là bể lạnh. Đây có một cái hồ bơi cũng nước nóng luôn. Ngoài ra thì bên trong này sẽ có một cái, những cái khu tắm. Bây giờ thì không có ai tắm nên là mình quay được, chứ còn bình thường thì sẽ không có dám quay đâu. Chia ra những cái bồn như thế này để mọi người ngồi tắm. Đây là cái không gian để mà mọi người đựng đồ vào đây để tắm. Tắm thì sẽ bỏ đồ vào trong mấy cái ô này, xong rồi cầm chìa khóa theo, chìa khóa thì sẽ đeo được vào tay được. Chị Bông thích lắm. Bên trong này là không gian, một không gian cà phê. Hai buổi sáng mọi người. Hồi sáng hôm nay Nhân đang cùng với cả gia đình, nhà Nhi nè, ba mẹ nè, đi ra ngoài ăn sáng. Bây giờ thì mọi người muốn đi ăn sáng thì phải ra Lễ Tân. Lễ Tân sau đó thì sẽ có một cái xe như thế này đón mọi người đi qua bên kia đường, là nhà hàng của cái resort này. Đi không? Không. Trưa nay thì Nhân đang cùng với gia đình của em gái ăn trưa ở một cái nhà hàng ở trong cái resort Mikazuki này luôn. Thì thực ra là cái resort này nó nằm ở cái bãi biển gọi là bãi biển Xuân Thiều. Thì ngày xưa là Nhân là người Đà Nẵng mà, bởi vì là khi mà Nhân ở Đà Nẵng, ở cái vùng gọi là cái vùng Hòa Khánh, thì cái bãi biển này là một trong những cái bãi biển mà rất là quen thuộc đối với mình. Và bây giờ thì người ta mua lại cái chỗ này để người ta cải tạo thành một cái resort có tên là Mikazuki. Thì bây giờ người ta đã làm nó khang trang hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên là hôm nay thì tại vì biển động nên là không có ai tắm vào kia cả. Chỉ có một vài người đang câu cá thôi. Đây có một cái chú đang câu cá này nè. Đây là biển hôm nay nè. Còn biển hôm nay rất là động. Hai mẹ con Nhi đang đứng ở trong nhà hàng tại vì ở ngoài khá lạnh. Bánh mì kìa. Mì cười kìa. Bây giờ thì Nhân đang có mặt ở trong cái business loan của Vietnam Airlines, chương trình bông sen vàng. Tại vì Nhân xài cái Note 20 nên là Nhân được đặc quyền 4 lần sử dụng cái phòng chờ VIP business loan này, chứ không phải là Nhân mua vé hạng C đâu. Thì mọi người xem vừa mới xem xong cái video trải nghiệm cái resort Mizugaya của Nhân lần này cùng với gia đình. Thì cái một cách trải nghiệm cũng chỉ ngắn gọn thôi, trong vòng 2 ngày 1 đêm. Lần này lại không có Vi đi cùng và chỉ có gia đình của bé Nhi thôi. Thì mọi người, nếu mà mọi người thích video này thì mọi người hãy cho Nhân cái like, comment bên dưới và hãy nhớ đăng ký kênh Fan TV để cùng xem những cái video trải nghiệm du lịch khắp mọi nơi của Nhân trong thời gian tới nha. Xin tạm biệt mọi người.